Hello, thì hôm nay mình dắt Bi đi tắm. Bây giờ chế nước cho Bi. Bé Bi mới vừa tắm xong. Đi leo ăn. Rồi, bắt đầu cho. Bi ơi, Bi nè, Bi, đi. Rồi, ba ẩm nè. Bi đi ngủ nha. Thương nha. Chờ
Trời, đi ngủ rồi. Đi ra ngủ.